Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 3, trang 13, sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 2. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Biểu đồ hình 16 thì thống kê số lượng TV bán được của 3 cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6 của năm 2018. Đây chính là biểu đồ hình 16 này. Thì người ta hỏi chúng ta 4 ý A, B, C, D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A người ta yêu cầu chúng ta là so sánh số lượng TV bán được của mỗi cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi ở ý A này thì chúng ta phải sử dụng cái biểu đồ hình 16. Quan sát vào biểu đồ này. Ta thấy biểu đồ này gồm có hai trục, trục nằm ngang và trục thẳng đứng. Trục nằm ngang thì biểu diễn cửa hàng. Ở đây có 3 cửa hàng 1, cửa hàng 2 và cửa hàng 3. Và cột thẳng đứng này biểu diễn số TV bán được. Vậy thì ở mỗi cửa hàng này thì được biểu diễn bằng hai cột. Cột màu xanh dương biểu thị số lượng TV bán được trong tháng 5 và cột màu xanh lá cây thì biểu thị số lượng TV bán được trong tháng 6. Vậy thì quan sát vào cái biểu đồ này sẽ thấy rằng là ở mỗi cửa hàng này thì cái cột màu xanh lá cây này luôn lớn hơn cột màu xanh dương. Như vậy chứng tỏ rằng là ở mỗi cửa hàng thì số lượng TV bán được trong tháng 6 nhiều hơn số lượng TV bán được trong tháng 5. Như vậy chúng ta trả lời cho cô ý A như sau. Ở cả 3 cửa hàng thì số TV bán được của tháng 5 luôn nhiều hơn của tháng 6 luôn nhiều hơn tháng 5. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Ý B bài toán yêu cầu như sau. Cửa hàng 3 thì bán được nhiều TV nhất trong cả tháng 5 và tháng 6. Các bạn quan sát hình 16 sẽ thấy rằng là cửa hàng 3 này sẽ thấy cột màu xanh dương này cao nhất đúng không? Và cột màu xanh lá cây cũng cao nhất. Em có thể đưa ra một lý do phù hợp nhất để giải thích cho kết quả này được không? Em đồng ý với những nhận xét nào sau đây? Ở đây có 4 nhận xét. Thứ nhất là cửa hàng 3 bán TV với giá rẻ nhất. Cái thứ hai là cửa hàng 3 chăm sóc khách hàng tốt nhất. Cái thứ ba là cửa hàng 3 có nhiều loại TV cho người mua hàng lựa chọn. Và cái thứ tư là cửa hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại mua bán của người mua hàng. Thì đã thấy rằng là ở cửa hàng 3 này bán được nhiều TV nhất trong cả tháng 5 và tháng 6 thì nó sẽ có rất nhiều lý do. Mỗi bạn thì có thể đưa ra một lý do khác nhau. Nhưng mà theo cô thì cửa hàng 3 bán được TV nhiều nhất trong cả tháng 5, tháng 6. Lý do hợp lý chính là cửa hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại mua bán của người mua hàng. Cái vị trí đặt cửa hàng rất là quan trọng các bạn. Ví dụ như cái cửa hàng 3 này này đặt ở vị trí trung tâm của thành phố chẳng hạn. Nơi này có rất nhiều người qua lại, đúng không? Thuận tiện cho việc đi lại của người mua hàng này. Hoặc là ở nơi đông dân cư chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời thứ hai là em đồng ý với những nhận xét nào sau đây? Ở đây có 4 nhận xét. Là cửa hàng 3 bán TV với giá rẻ nhất. Cái thứ hai là cửa hàng 3 chăm sóc khách hàng tốt nhất. Cái thứ ba là cửa hàng 3 có nhiều loại TV cho người mua hàng lựa chọn. Và cái thứ tư là cửa hàng 3 ở vị trí thuận tiện cho việc đi lại mua bán của người mua hàng. Thì trong cả 4 lý do này thì cô đồng ý với ý kiến thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Tại sao cô lại không chọn ý kiến thứ nhất? Đó là cửa hàng 3 bán TV với giá rẻ nhất. Thì thông thường bây giờ các cửa hàng điện tử ấy, người ta sẽ là đại lý của các công ty đúng không? Mà đại lý của công ty thì giá bán TV phải là như nhau. Ý thứ hai là cửa hàng 3 chăm sóc khách hàng tốt nhất. Cái này rất là quan trọng từ việc bán hàng này. Ví dụ như là chăm sóc trước hoặc là sau khi khách hàng mua hàng. Nếu mà chúng ta chăm sóc khách hàng tốt này, giới thiệu sản phẩm tốt đúng không? Tư vấn tốt, nhiệt tình thì người ta sẽ mua hàng cho chúng ta. Sau khi người ta mua hàng rồi chúng ta lại chăm sóc sau khi mua hàng nữa thì khi mà lần sau người ta muốn đến mua hàng, muốn mua cái TV mới thì người ta lại quay lại cửa hàng chúng ta để người ta mua. Rồi ý kiến thứ ba là cửa hàng 3 có nhiều loại TV cho người mua hàng lựa chọn nhất. Cái này cũng là một ưu thế này. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là mức thu nhập của người dân của chúng ta là khác nhau, đúng không? Có người có mức thu nhập cao thì người ta có thể là mua loại TV đắt tiền này, đúng không? Còn người có mức thu nhập thấp thì người ta có thể là mua loại TV rẻ hơn. Như vậy là nếu mà có nhiều loại TV cho người
mua hàng lựa chọn thì chúng ta cũng có thể bán được nhiều loại tivi hơn. Ý thứ tư là cửa hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại mua bán của người mua hàng. Cái vị trí của cửa hàng thì nó rất là quan trọng. Ví dụ như là một cửa hàng mà được xây dựng ở một vị trí, ví dụ như là ít người chẳng hạn, nằm ở một nơi hẻo lánh không có ai qua lại chẳng hạn, thì cái số lượng tivi bán được rất là thấp, đúng không? Nhưng mà nếu một cửa hàng mà nằm ở vị trí thuận lợi, ví dụ là trung tâm thành phố chẳng hạn, ngã ba chẳng hạn, thuận lợi cho việc đi lại của mọi người chẳng hạn, thì cửa hàng này sẽ bán được nhiều tivi hơn. Như vậy ở trong 4 ý kiến này thì cô sẽ lựa chọn ý kiến thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Câu tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ý C. Ý C bài toán hỏi chúng ta như sau: số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 6 nhiều hơn số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 5 là bao nhiêu chiếc? Vậy thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ lấy số tivi bán được của 3 cửa hàng trong tháng 6 trừ đi số lượng tivi bán được của cả 3 cửa hàng trong tháng 5. Như vậy chúng ta sẽ làm như sau: số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 6 nhiều hơn số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 5 sẽ là. Đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng cho cô số lượng tivi bán được trong tháng 6, tức là chúng ta sẽ lấy 47 này cộng với lại 71 cộng với lại 88 trừ đi số lượng tivi bán được trong tháng 5 của cả 3 cửa hàng, tức là ta lấy 30 cộng với 42 và cộng với 53. Thì kết quả chúng ta thu được chính là 81 tivi. Vậy thì trong tháng 6 cả 3 cửa hàng bán được 81 nhiều hơn tháng 5 là 81 tivi. Rồi câu hỏi tiếp theo này: em có biết giải bóng đá World Cup năm 2018 diễn ra vào tháng nào không? Thì đây chính là một cái giải bóng đá rất là nổi tiếng, đúng không? Và giải bóng đá World Cup 2018 này diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm. Vậy thì cái sự kiện này có liên quan gì đến việc mua bán TV trong tháng 6? Ta thấy rằng cái sự kiện này thì nó liên quan đến việc mua bán TV vào thời điểm đó, đúng không? Thời điểm đó thì có diễn ra cái giải bóng đá World Cup này, mà rất nhiều người thích xem cái giải bóng đá World Cup 2018 này. Như vậy là cái nhu cầu xem nó cao, dẫn đến sức mua tăng, vì thế mà số lượng TV bán ra được nhiều. Ý D: nếu 20 năm sau, tính từ năm 2018, em có một cửa hàng bán TV, thì em chọn thời gian nào để có thể bán được nhiều TV nhất trong năm? Thì ta thấy rằng là cái dịp cuối năm, đúng không? Thì người dân rất là có nhu cầu muốn mua sắm đồ mới. Như vậy nếu 20 năm sau, tính từ năm 2018, em có một cửa hàng bán TV, thì nên chọn thời điểm cuối năm hoặc là gần năm mới để có thể bán được nhiều TV nhất trong năm, vì người dân có xu hướng mua sắm đồ dùng cho năm mới. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em làm xong bài tập số 3, trang 13, sách giáo khoa tuần 6 cánh diều thực 2. Các em hãy truy cập vào trang lờiđạihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.